xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một video tìm hiểu về cơ chế miễn dịch trong phản ứng phản vệ hay là anaphylaxis reaction về tổng quan thì phản ứng phản vệ cũng là cái phản ứng của hệ miễn dịch trong trường hợp mà phản ứng dị ứng nặng thì có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và gây ra tình trạng đe dọa tính mạng vậy thì một số cái phân tử mà được tìm thấy trong cái phản ứng phản vệ ví dụ như là đậu phộng này hải sản ví dụ như tôm một số loại thuốc hoặc là trong bệnh cảnh ong đốt những cái phân tử này à, sinh ra cái dị nguyên và dị nguyên này kích thích cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể là hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể mình hầu hết các trường hợp là sinh ra các phản ứng dị ứng nhẹ đến trung bình một số trường hợp um, phản ứng dị ứng nặng có thể gây tổn thương nhiều hệ cơ quan cụ thể là từ hai hệ cơ quan trở lên thì mình gọi nó là à, phản ứng phản vệ vậy thì anaphylaxis cũng giống với bất kỳ cái phản ứng phản vệ nào À, nó sẽ có tình huống là tiếp xúc lần đầu là phản ứng quá mẫn và tiếp xúc những lần tiếp theo sinh ra những cái phản ứng nặng nề hơn à, ở đây mình thấy là tiếp xúc lần đầu ví dụ như trong trường hợp ông đốt sinh ra dị nguyên này các tế bào tại tế bào ở dưới da này là dendritic cell hay là tế bào sau à, khi mà nó gắn với dị nguyên thì nó sẽ đi hoạt hóa các tế bào lympho T hoạt hóa tế bào lympho T giải phóng ra các cytokine các cytokine này sẽ hoạt hóa các tế bào B cell và sản xuất ra các kháng thể IgE và ngoài ra thì nó sẽ hoạt hóa những cái phân tử trong máu như là tế bào mast cell này, tế bào basophil sinh ra các phân tử tiền viêm à, dưới sự hoạt hóa của các cái kháng thể ở trong máu và chính cái tế bào mast cell và tế bào basophil là những cái mấu chốt để gây ra cái cái phản ứng trong những lần tiếp xúc lần tiếp theo này tế bào mast cell, tế bào basophil giải phóng các phân tử tiền viêm trong trường hợp nó khu trú tại chỗ thì gây ra những cái phản ứng dị ứng đơn giản và nếu mà những trường hợp mà phân tử tiền viêm này nó đi vào trong máu nó gây tổn thương các cái cơ quan khác thì đây chính là cái phản ứng phản vệ những cái khái niệm cơ bản liên quan đến anaphylaxis và đi một cái số um, ba cái cụm chất mà trong phản ứng phản vệ chúng ta có thể tìm hiểu ở đây đó là một là histamine Histamine là một chất gây giãn cơ chân cụ thể ở hai vị trí đó là phế quản và tại đường tiêu hóa. À, ngoài ra tác động thứ hai của nó là gây giãn, giãn mạch và tăng tính thấm. Khi mà giãn mạch và tăng tính thấm thì nó sẽ làm tăng đường kính mạch máu này, tăng lưu lượng máu đến tại cái vị trí đó thì sẽ gây biểu hiện cho lâm sàng là bệnh nhân có thể có mề đay này, à, đỏ này và phù này. Cái cụm chất thứ hai đó là tryptase được giải phóng từ tế bào mast cell và tế bào basophil. Đây là một cái protease hay là chất phân cắt protein và nó gây tổn thương mô. Cái cụm thứ ba là các cytokine. Cái cytokine có thể được giải phóng từ các tế bào miễn dịch như là B cell này, giải phóng các interleukin 4, interleukin 13 hoặc là kháng thể IgE này hoặc là TNF alpha. À, ngoài ra còn có các có các cái leukotriene, leukotriene được giải phóng từ neutrophil này, tế bào mast cell, tế bào eosinophil có thể giải phóng ra lycogen B4 hoặc là C4 đó là những cái chất được sinh ra trong cái phản ứng phản vệ à, đối với anaphylaxis reaction thì hầu hết liên quan đến IgE nhưng một số bệnh cảnh thì không liên quan à, trong trường hợp mà truyền IVIG thì có thể gây gắn cái kháng nguyên với vật chủ gây gắn với kháng nguyên vật chủ thì hình thành nên cái phức hợp miễn dịch nó gây hoạt hóa bộ thể hay là anaphylaxis Anafilatoxin hoặc khóa bổ thể như là C3a này, C4a, C5a gây hoạt hóa các tế bào mast cell và basophil giải phóng ra các hạt chứa các chất. À, vậy thì đối với anaphylaxis reaction cơ chế trung gian có thể qua trung gian IgE hoặc là không qua IgE cơ chế miễn dịch. Một số trường hợp hiếm thì nó sẽ không qua, không thông qua cơ chế miễn dịch. Ví dụ như là thuốc cản quan hoặc là opioid. À, về triệu à, chứng của phản vệ thì khá là đa dạng và thường thì nó sẽ đạt đỉnh trong vòng 30 phút còn nếu mà nó tái xuất hiện trong vài giờ thì có thể là phản vệ hai pha hoặc là kéo dài vài ngày thì nó là protracted um một số cái triệu chứng của phản vệ mình có thể thấy ở đây người ta chia cho mình thành các cụm là phù mạch này triệu à, chứng hô hấp như là khó thở ho khò khe triệu à, chứng tiêu hóa như là đau bụng này buồn nôn tiêu chảy các trường hợp nặng hơn thì mình thấy là sinh ra cái gì à, giãn mạch toàn thân có thể gây tụt huyết áp giảm cung cấp oxy tới các cơ quan quan trọng đây là cái trường hợp mà trong bệnh cảnh sốc phản vệ hoặc là giảm cấp máu đến các cơ quan quan trọng như là tim này não đối với tim thì có thể gây nhồi máu cơ tim đối với não thì gây, gây ra tình trạng là mất ý thức à, đối với chẩn đoán những cái xét nghiệm trong chẩn đoán phản vệ thì thật ra đây um, chẩn đoán phản vệ làm xét nghiệm thì khá là ít um, nhưng mà có ba chất thì có thể làm xét nghiệm trong chẩn đoán phản vệ đó histamine này, tryptase và IgE nó đều tăng à, đối với điều trị à, cái thuốc điều trị trong phản phản vệ là epinephrine thường là đường tim bắp và epinephrine này nó có tác động là ba cái tác động chính đó là co mạch này, tăng co bóp và tăng nhịp tim, giãn cơ chân. À, thứ hai là nhóm thuốc kháng histamine để kháng lại cái tác động của những cái chất histamine được tiết ra. À, thứ ba đó là liên quan đến vấn đề điều trị cấp cứu thì vẫn theo ABCDE giống như là những cái tiếp cận khác quản lý đường thở, cung cấp oxy, truyền dịch và theo dõi sát bệnh nhân. đó là những cái thông tin liên quan đến cơ chế miễn dịch trong phản ứng phản vệ thật ra là cái video này sẽ không thể cung cấp cho chúng ta một cách một cái nhìn cụ thể và chi tiết về bất kỳ cái cơ chế nào tuy nhiên là sẽ cho chúng ta cái góc nhìn tổng quan hơn về cái phản ứng phản vệ à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau